Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị nào đủ tuổi tái cử? Đài phát thanh và tiếng nói BBC tại London cho biết Hội nghị Trung ương 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, có thể kéo dài cả cuối tuần, chủ yếu để bàn về vấn đề nhân sự cấp cao. Đại hội 13 chuyển giao lãnh đạo sắp đến gần. Mặc dù Đảng chưa công bố ngày chính thức, nhưng theo thông lệ, Đại hội Đảng thường tổ chức vào cuối tháng Giêng, nghĩa là đầu năm 2021. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Hội nghị Trung ương 13 vào tháng 10 chỉ mới giới thiệu 119 đảng viên tái cử vào Trung ương và 107 người lần đầu giới thiệu tham gia Trung ương. Vì thế, dự kiến trọng tâm của Hội nghị 14 sẽ là bàn về nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư của khóa 13 trong 5 năm tới. Vào hồi tháng 10, ông Lê Quang Vĩnh, trợ lý thường trực Ban Bí thư cho biết báo chí tại Đại hội Đảng thứ 13 có 119 người được giới thiệu tái cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa tới. Trong số này cũng có những người đã quá tuổi, nhưng Ban chấp hành Trung ương chưa xem xét kết luận. Ngoài ra, có 107 người lần đầu tiên được giới thiệu tham gia để bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương chính thức và 44 người tham gia lần đầu để bầu Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương. Đây chỉ là giới thiệu của các cơ quan và Hội nghị Trung ương 13 đã bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả bỏ phiếu phải đến Hội nghị Trung ương 14 mới công bố. Hội nghị Trung ương 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021 và sau đó có hội nghị 15 nữa hay không thì chưa biết. Ông Vĩnh đã nói khi đó. Ông Vĩnh khi đó còn khẳng định Hội nghị Trung ương 13 vừa qua chỉ mới xem xét các trường hợp nằm trong khung tuổi, đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Còn các nhân sự thuộc diện trường hợp đặc biệt trên 60 tuổi đối với Ủy viên Trung ương và trên 65 tuổi đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì chưa được xem xét trong Hội nghị 13. Mà Ban chấp hành Trung ương sẽ xem xét trong các hội nghị tiếp theo. Còn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng, vụ cơ sở đảng, Ban tổ chức Trung ương, thì giải thích thêm trên tờ báo Sinh News như sau. Quy trình là chuẩn bị xong nhân sự cũng phải từ Trung ương rồi mới đến nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Xong nhân sự của Ban Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới chuẩn bị đến nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Cuối cùng mới tính đến trường hợp đặc biệt. Các nguồn tin cũng nhận định hội nghị 14 tuần sau chưa chắc đã đủ thời gian để bàn về trường hợp đặc biệt, tức là những người đã quá tuổi mà chỉ kịp bàn nhân sự Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện vào hôm 14 tháng 11 tại Hội Hà Nội với bước đi khập khiễng phải có người dìu. Ông Nguyễn Đức Hà ám chỉ với các trường hợp đặc biệt sẽ do Đại hội Đảng 13 là nơi quyết định chung cuộc. Với những trường hợp đặc biệt, Bộ Chính trị phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều mặt mới quyết định trình ra Ban chấp hành Trung ương. Ban chấp hành Trung ương phải xem xét, cân nhắc rồi mới quyết định báo cáo với Đại hội để Đại hội xem xét, quyết định. Và thông tin thì Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 nào còn đủ tuổi để đi tiếp? Phương hướng công tác nhân sự của Đảng Cộng sản quy định rõ tuổi tái cử của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương chính thức tới thời điểm Đại hội 13 năm 2021 là không quá 60 tuổi với Ủy viên Trung ương và không quá 65 tuổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Độ tuổi tham gia lần đầu là không quá 55 và trường hợp đặc biệt sẽ do Bộ Chính trị Trung ương xem xét, quyết định trình Đại hội. Bộ Chính trị khóa 12 bầu ra năm 2016 có hai ông là Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961 và Hoàng Trung Hải sinh năm 1959 còn đủ tuổi nhưng gần đây đã bị kỷ luật của Đảng. Vì thế, gần như chắc chắn hai ông này sẽ không còn trong danh sách khóa tới để giới thiệu vào Bộ Chính trị. Còn về độ tuổi thì những người sau đây trong Bộ Chính trị vẫn còn trong độ tuổi tái cử. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, năm 1955. Trường hợp ông Trương Hòa Bình khá đặc biệt vì ông sinh ngày 13 tháng 4 năm 1955. Do đó, nếu Đại hội Đảng tổ chức trước thời điểm tháng 4 2021, ông vẫn được xem xét là 65 tuổi. Ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, năm 1958, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội từ tháng 2 năm 2020 thì sinh năm 1957. Và ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đầy tai tiếng, sinh năm 1957. Bà Trương Thị Mai, trưởng Ban Dân vận năm 1958.
Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, sinh năm 1959. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, sinh năm 1970. Và vì sao không thể xóa việc chạy chức, chạy phiếu vào nhân sự Đại hội Đảng 13, câu này cũng được đưa ra. Đây là hình ảnh chụp màn hình nội bộ phiên tòa xét xử kín vụ án ông Nguyễn Đức Trung và đồng phạm đã làm lộ bí mật nhà nước do Tòa án Hà Nội xử vào ngày 11 tháng 12 năm 2020. Thẩm phán chủ tọa ông Trương Việt Toàn sau khi tuyên án đã rời bục thẩm phán xuống hàng ghế bị cáo và vỗ vai thân mật và an ủi Chủ tịch Nguyễn Đức Trung. Đây là hành vi chưa có tiền lệ của ngành tư pháp Việt Nam. Cũng vào hôm 19 tháng 11 năm 2020, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị các cán bộ toàn quốc tổng kết Đại hội Đảng bộ các cấp tại Hà Nội. Nhận định về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 13, ông Trọng phát biểu rằng nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy và các cấp chuẩn bị cho nhân sự trung ương. Những hiện tượng vận động tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Ông Trọng cũng nói thêm là có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy. Tuy vậy, ông vẫn khẳng định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Với cái nhìn của một nhà quan sát thời cuộc, blogger Nguyễn Ngọc Già đã nêu nhận định về phát biểu của ông Trọng về tình trạng chạy chức chạy quyền giảm hẳn như sau. Thứ nhất, ông Trọng nên đưa ra con số rõ ràng, chứ không nên nói chung chung như vậy. Phải có con số tuyệt đối là bao nhiêu con người và số tương đối là chiếm bao nhiêu phần trăm. Ông phải làm một phép tính so sánh với các kỳ đại hội đảng lần trước thì mới phát ngôn như vậy được. Thứ hai, tất cả các đại hội đảng hàng chục năm qua họ đều nói là thành công. Như vậy phải có họ đã nói dối hay không khi đại hội nào họ cũng bảo là chọn ra những người xứng đáng đủ tiêu chuẩn. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại. Tham nhũng rồi bỏ trốn ra nước ngoài đã trở thành chuyện nghiêm trọng. Đây là hình ảnh Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol được cho nhà nước Việt Nam đã nói rằng họ đã ban hành quyết định truy nã quốc tế đối với bà Thoa. Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho báo chí trong nước biết hôm 7 tháng 12 theo báo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, nếu tra cứu trên trang này thì không hề thấy tên bà Thoa. Vậy qua các kỳ đại hội vừa qua, nhân sự của họ đã bị ở tù, bị kỷ luật, bị khai trừ khỏi đảng là những người có chạy chức, chạy phiếu hay không? Phải kiểm tra cho rõ ràng, nếu kỳ này gọi là giảm hẳn thì cũng phải đưa ra những kẻ nào đã chạy chức, chạy quyền ra cho dân được biết. Tiến sĩ Hoàng Hợp, nhà phân tích chính trị thì cho rằng cách nói của ông Trọng là tự khen, là nói để mà nói thôi, chứ làm sao mà biết được giảm hay tăng, bởi chính các ông ấy còn không biết ai chạy ai. Đây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng nói đến việc chạy chức, chạy quyền hay chạy phiếu cho nhân sự Đại hội 13. Vào hôm 26 tháng 4 năm nay, ông Trọng có một bài viết được đăng trên truyền thông trong nước có tựa đề "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng Cộng sản". Trong phần nói về tâm trạng và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội có đoạn như sau. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy bằng khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội. Trong đó có cả cán bộ cấp cao, tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng phải tính đến lợi ích và lợi quyền bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm và danh dự. Và vì sao chỉ giảm mà không dứt là câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, người bị tố cáo đạo văn, luận án tiến sĩ vẫn tái đắc cử bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Tệ nạn chạy chức, chạy quyền, thậm chí chạy phiếu trước mỗi kỳ đại hội đảng không phải là chuyện lạ trong xã hội Việt Nam từ nhiều năm qua. Các cấp lãnh đạo trong đảng, trong chính phủ cũng đã từng nhiều lần đề cập, thậm chí ra những quy định rõ ràng. Chẳng hạn như quy định 205 QĐ-TV do Bộ Chính trị ban hành vào ngày 23 tháng 9 năm 2019. Đây là quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Một trong những điểm nổi bật của quy định này là đề cao trách nhiệm của người đang được xem xét
thực hiện các quy trình trong công tác cán bộ, cũng như đề cao trách nhiệm của những cá nhân có thẩm quyền quyết định nhân sự. Đây được cho là chìa khóa để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Theo một số nhà quan sát thì chuyện xóa bỏ hoàn toàn nạn chạy chức, chạy quyền là chuyện không thể có, còn chuyện giảm hay giảm hẳn như lời ông Trọng nói thì không có căn cứ. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cũng khẳng định như vậy, ông giải thích thêm như sau. Không bao giờ hết vì đây là cơ chế, là chế độ chỉ có một đảng mà lại không công khai minh bạch gì cả. Do đó cái nền tảng để đưa chuyện tham nhũng chính trị, chuyện chạy trọt, mua bán quan chức về số 0 là chuyện không thể có được. Với cái thể chế như thế nào thì không bao giờ chuyện đó xảy ra. Lý do thứ nhất là không có sự minh bạch. Thứ hai là không có sự một chính sách rõ ràng để bầu cử. Thứ ba là người ta làm việc theo cảm tính và theo kiểu tiến cử cá nhân. Trong lần trò chuyện với đài RFA tại Mỹ về vấn đề hôm 6 tháng 5 năm 2020, tức là 2 tuần trước khi bị bắt, nhà báo Phạm Thành cho rằng lời kêu gọi mà chính phủ Hà Nội mỗi lần họp bản nhân sự đại hội đảng đều nêu ra thể hiện ý muốn duy ý chí và không thể thực hiện được. Ông nói, mồm nói như vậy nhưng cơ chế vận hành của chủ nghĩa xã hội lại không đảm bảo cho việc có đạt được kết quả. Đây là hình ảnh ông Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy Hà Giang với cả họ làm quan khắp nơi trong tỉnh được báo cho là điều bổ nhiệm đúng quy định. Do thể chế chính trị, cơ chế vận hành của chế độ chính trị tạo ra vòng xoáy cơ hội cho những phần tử ham muốn quyền lực, chỉ biết lợi ích riêng của mình mà không biết đến lợi ích của cộng đồng, chui vào bộ máy nhà nước vì mục đích quyền, tiền. Làm gì có cơ hội cho những người liêm chính, sống vì mục đích cộng đồng, dám hy sinh cái tôi của mình để cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên, cũng có tác dụng đối với người không hiểu biết và vẫn tin tưởng vào đảng. Những năm gần đây, thông tin về việc những quan chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn, đưa người thân vào các vị trí quan trọng trong các cơ quan công quyền. Chuyện cả nhà làm quan, cả họ làm quan không còn là hiện tượng đơn lẻ đã được truyền thông nhà nước Việt Nam nhiều lần công khai đăng tải. Một trong những lãnh đạo nổi tiếng trên mạng xã hội với việc cả họ làm quan là ông Triệu Tài Vinh ở tỉnh Hà Giang. Gia đình ông có ít nhất 8 người thân ruột thịt và họ hàng làm công chức nhiều ban ngành, địa phương trong tỉnh. Có thể kể đến những người ruột thịt của ông Vinh là bà Phạm Thị Hà, vợ ông, giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Em trai ông Vinh là Triệu Tài Phong, giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Ông Triệu Sơn An giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì. Triệu Tài Tân là Phó Phòng Hành chính Viễn thông tỉnh Hà Giang. Em gái ông Vinh là Triệu Thị Giang, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang. Nhằm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, khoản 6 điều 3 quy định 205 QĐ-TV nêu rõ, không bố trí những người có quan hệ gia đình như vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh em, chị ruột cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy, chủ tịch ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp một địa phương, thành viên trong cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng một địa phương, cơ quan và đơn vị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2020 với bản tin Việt Nam, ủy viên Bộ Chính trị nào đủ tuổi tái cử. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.